em sẽ test hai cái đèn rọi sáng hai cái cửa băng sau khi em hoàn thiện xong trên con radio cassette Sony 715S. Rồi thì bây giờ là em sẽ test ở cái cửa băng băng A trước. Đây. Đó, thì nó sẽ sáng đèn như thế này. Đây. Rồi, bên đây là cửa băng B, bên đây có băng luôn. Để làm đề tài của thời Pháp. Bây giờ xin mời quý vị đoán xem đây rất là đẹp ha. Rằng chúng tôi sử dụng từ nào để nhận rõ là đây thì nó rọi rất là đẹp ha, cái chữ Marcel đây. Đó thì bên trong của nó đây. Đây. Đây là sau khi em đổ xong. Rồi, hát. Thì nói dụng tu thì chìm. Xin mời quý vị nói. Từ mà chúng tôi sử dụng trong hai câu thơ này là chữ tu. Nhưng mà chưa đủ, phải thêm một từ mới vào. Rồi bây giờ em sẽ test ở cái cửa A. Cái đề tài là tu của tâm. Như vậy đề tài là tu tâm. Có người mình thì quý vị có đồng ý đẹp hay là mình sẽ nghi ngờ cái lời nói của người đó? Chỉ nói thôi chứ còn tâm là chưa tu. Khi mình rủ họ đi chùa làm phước hoặc pháp thì người bạn của mình hoặc người chồng của mình hoặc người con của mình nói thôi ở nhà tu tâm cũng được. Đây chính là đèn led soi sáng hai cái cửa băng thì em đã hoàn thiện xong. Thì nguồn của đèn led này đó thì sử dụng nguồn của motor, nhưng mà phải có cái chiếc áp để giảm lại cái phone lại để cho hai cái đèn led này đó nó bền và không bị đứt. Đây tổng thể đây.